chi lộ. Hello chào mọi người. Có người vô trên đó. Chào mọi người đi. Chưa. Đi chào đi không? Clip lên lên kiếm. Hello. Chào mọi người. Nói gì tao đâu có sợ ai rồi mà đấy. Mới đi chơi về, đi lễ 2 tháng 9 vui quá, chào tất cả mọi người. Ok. Đầu cái like này thì Hải với mình cũng ở cà phê sáng chứ táo. Riêng có mò đôi lời phi lộ trước cái like. Chào dân y ban, dân y ban con. Ok. Như thế này thì tôi thì một ông già 71 tuổi, mọi người nghe rõ không con? Dân y ban cho tao biết để tao ra. Chào Nguyễn Đăng. Một vợ ba con hiện già đang định cư tại Mỹ ở bà tiểu bang Minnesota, và đang về Việt Nam làm những cái thủ tục để mà mình nhập khẩu rồi làm những cái giấy tờ để mà mình lấy được. Một ông già 74 tuổi, một vợ ba con, ok. Rồi về Việt Nam đây thì đã từng nói rồi, nói tao nói nghe, tao có một câu nói từ xưa giờ tôi không nghe, gái Việt cộng là của tao hết. Còn nói về vợ nhỏ, vợ mọn, vợ bé gì đó là cứ mỗi tỉnh mỗi bà, cứ 63 tỉnh là 63 tỉnh là tao có 63 bà. Vậy đủ chưa? Được chưa? Đó, làm cũng cười gì chưa? Đó, nó là như vậy. Trời ơi, 71 tuổi mà con gánh cốt cũng dữ hả? Thì nó nói vậy mà, nó cái đồ nó nói vậy mà. Thì cái việc phải chấp nhận thôi, chứ không có mẹ vậy chứ đâu bệnh quá. Rồi hôm nay thì tái ngộ với các bạn, với các con, các cháu là có anh chú Hải, có anh cháu tên là Hải nè. Sáng sáng thì là gần nhà mà, cho nên nó chạy qua, chạy lại uống cà phê, cà pháo, rồi tán gẫu dữ chuyện trên trời. Uống cà phê. Mình phải công nhận là cái buổi lễ kỳ này. À chú nói chuyện kể chuyện mấy ngày đi lễ, chơi lễ, mấy ngày đi về quê coi. Cái về quê bà ngoại, đây mình đã xác nhận là bà ngoại nuôi nhân, nhưng mà bà ngoại thương lắm, coi là coi như người thân trong gia đình gì đó. Gia đình mà có cái chuyện gì thì cũng mời mình tới, từ đám cưới đám kia thì về quê kỳ này là có một đứa cháu, con gái, học rất là giỏi, tên là My, nhưng mà nó học đến cái đậu đại học luật ở ở Việt Nam mình, ở thành phố mình, nó đậu thủ khoa. Thế thì thay vì người ta làm tổ chức về để ăn mừng con cái thì người ta sẽ lựa ngày, bất cứ ngày nào cũng được, không, nhưng người ta phải chờ tới cái ngày 2/9 là ngày lễ độc lập của Việt Nam mình, chung vui với đất nước, và họ đã làm cái điều đó. Đó là một. Đó thứ hai nữa là cái ngày ba tây á, ngày ba tây là ngày dỗ ông ngoại đó, thành ra đi đâu ở Long Khánh nó vui là cái chỗ là cứ dỗ chạp rồi ăn mừng rồi làm đủ, nó hết nhà này tới nhà kia rất là vui. Và mình thực sự là những cái món ăn ở những cái món ăn đường, những món ăn ở quê đó thực sự là ấn tượng, bởi vì cái chất lượng nó cao lắm. Cũng là một con gà, nhưng tôi bảo đảm với mẹ là con gà thành phố không ngon bằng con gà Long Khánh. Dạ đúng rồi. Thịt rất ngọt mà nó kỳ cục, mềm ngon. Mềm lắm. Rồi nó có những cái món giống như ta tối ta về khuya lắm, ta về khoảng 11-12 giờ mà cũng có một nồi cháo gà nóng hổi ra đã gì đâu. Nói chung là không có thứ gì mà chê được hết trơn. Cái điểm thứ hai nữa là mình muốn chứng tỏ cho mọi người biết, cũng có Long Khánh rồi mà quê bà ngoại mà, cho nên ra về bà ngoại là để chứng tỏ là cái cuộc sống của cái đời sống của người dân ở đó bây giờ nó đổi mới rồi. Nó không còn nghèo nàn như ngày xưa nữa, và hầu như nhà nào cũng có xe hơi cả. Thấy rõ ràng ăn một bữa chúc mừng con cháu nó đi mà đi xe hơi nườm nượp vậy. Người ta mới nói chồng, ta mới nói cho vui thôi, lúc này dân Long Khánh nó nghèo lắm, nó không có tiền để mua xe ếch khác với lại mua xe hai bánh rồi đi, nó đi toàn là xe bốn bánh không à. Thì bởi vậy, nhưng mà phải hiểu rằng nơi đó ngày xưa là khu kinh tế mới nha,
cái đường đó là cái đường vô núi Mây Tàu, là cái đó là cái căn cứ quân sự cũ của bộ đội, nằm đó là có một cái trường bắn quốc gia nằm ở đó đó. Rồi đó. Cái khu đó rất là nghèo mà bây giờ nó phát triển như vậy là mình thấy kinh khủng. Cái hướng đi Bà Rịa đó. Đúng rồi. Đi Bà Rịa. Cực kỳ là người dân đó bây giờ cực kỳ là giàu. Giàu kinh khủng luôn. Nhà nào cũng có xe hơi cả. Họ chủ lực là vấn đề nông sản thôi. Trồng cây gì, cây tràm nào. Không phải cây tràm, cây gì. Rồi cây tràm. Thứ hai là họ thu hoạch cà phê. Nhà nào cũng có vườn điều, vườn cà phê cả. Tiêu. Tiêu, đúng rồi. Đó. Họ buôn bán kinh doanh. Cực kỳ ra giàu. Đó thì báo cáo với các bạn là vậy. Rồi xong ngày hôm qua đi thứ 6, đi thứ 7, chơi thứ 7, chủ nhật về, tối chủ nhật về nó lại kẹt xe. Trời đất ơi. Mang tiếng là cao tốc Sài Gòn Phan Thiết nha. Mà nó kẹt cứ ngắt luôn. Về tới được ngay cái chỗ trạm dừng chân á. Cho nên ra cũng có làm một clip cho nhỏ đưa lên để chứng tỏ là cái người dân á trong thành phố người ta đi ra ăn lễ đó là Bà Nà hoặc là Bà Nà rồi xong Phan Thiết nè hoặc là Hồ Tràm một đấy hái là những cái vùng đó, họ đi về con đường đó hả, trời nó ngạt cứ ngắt luôn, rất ư là vui, nó hẳn là vui. Hôm qua con đi Hồ Tràm mà cái không khí của cái ngày lễ hội tưng bừng, nó hẳn là vậy. Tiếc cái chỗ là tại vì ta đi muốn quay những cái cảnh mà ở chợ quê họ giăng cờ đó, nhưng mà nó khổ cái nó mưa quá, nó cứ mưa phùn á, mưa bão mà ảnh hưởng bão, nó mưa người ta không đi quay được, nhưng mà quay lại những cái cảnh mà vui chơi của nhà của người dân Long Khánh thì lấy sướng nè, sướng mắt nè. Ok rồi, giờ ta hãy lại nói giải đi. Nói chung là con cũng qua, con cũng đi Hồ Tràm cũng đi nữa hả? Dạ. Trời ơi. Đường Vũng Tàu á chứ đâu có 10 làn xe, hai bên một bên 5 làn đấy. Mà cũng kẹt đứng luôn nè. Cho nên con đi một khúc rồi con thấy kẹt đường quá, con tập vô nhà bạn chơi tiếp. Rồi tối 1 giờ sáng mới về tới nhà. Nói chung là hôm qua đi chơi thì không khí đón Tết Độc Lập cả từ vùng quê cho ra tới bờ biển đông nghẹt luôn. Về nhà bạn chơi cũng vui. Nói chung bạn bè mấy đứa cùng trang lứa thì giờ đứa nào cũng xây nhà villa hết rồi. Rồi, ở quê xây nhà đẹp lắm. Miền quê bây giờ thực sự mà nói là cái cuộc sống ở thành phố không bằng được. Nó không bằng từ đời sống, từ không bằng về kinh tế mà cũng không bằng về không gian mình ăn cái uống nữa, ẩm thực cũng vậy nữa. Bởi vì nhà ở nhà quê rất rộng lắm. Nó không phải giống gì ở thành phố mà cứ chút không có đâu. Nhà là nhà còn lại biệt thự không à, mới là ghê. Cái đoàn chỗ phi rau bàn con nhà con nó mấy thằng bàn ở đó luôn. Hôm qua con hỏi chú à. Con nói này ở đây mà nhà anh có chả bơ, con nói có mấy anh ông chú ở bên nước ngoài á muốn về ở Việt Nam định cư về hưu á thì đặt đây một miếng để xây cái nhà nhỏ nhỏ là bao nhiêu tiền. Nó nói là một suất khoảng 300 m², nó nói khoảng 400-450 triệu à. Thế con nghĩ vùng đấy nếu xây cái nhà cấp 4 2 3 phòng ngủ rồi vườn tường nữa thì chẳng hết khoảng 600-700 tỷ ha. Như vậy là bọn tỷ có cái nhà ở nhà quê mà ở Phi Rao, cái đoàn Xuyên Mộc đó, cái đoàn đó Châu Đức đó, đoàn đó đi ra biển rất gần chú ạ, 20 cây à. Nhưng mà mày phải nhớ cái điều này là đất đó bây giờ không dễ gì mua. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà không có đơn giản đâu. Có mua phải có, nói chung đứng trên đất thổ cư đó phải có quốc tịch Việt Nam cũng có được. Như chú vừa rồi làm được quốc tịch, làm được căn cước rồi mà. Làm rồi, là đầy đủ thủ tục rồi, đã là chẳng những vậy đã còn đã phục hồi nhập lại hộ khẩu cũ, nhưng mà địa chỉ mới là địa chỉ của cái nhà ta đang đứng tên mua nhập vô trong cái nhà rồi, thành ra ta bây giờ là chủ hộ rồi xong rồi gì ta chủ hộ khẩu rồi chủ nhà rồi chủ cuộc đời ta luôn, nói chung là vậy đó. Tao là hợp pháp 100%, nó thế là vậy. Hôm qua